Mở một cửa hàng kẹo không hề khó. Các bạn thậm chí có thể bắt đầu ngay tại nhà. Tiền, tiền ơi ở đâu? Sao lúc nào Candice cũng không xu dính túi vậy? Martin thì chẳng quan tâm. Tiền là phù du, kẹo mới là chân ái. Làm viên kẹo cho tỉnh không chị Candice? Cứ tự nhiên. Martin, em đúng là cứu tinh đời chị mà. Chị có kế hoạch sắp tới rồi đây. Chúng ta sẽ mở cửa hàng kinh doanh kẹo nha. Ngay tại căn phòng này luôn. Martin, đừng nghĩ giấu kẹo mà qua mắt được chị nha. Nhưng em có làm gì đâu chị. Chị đi guốc trong bụng em á. Tất cả về cửa hàng mà Martin. Thôi được rồi, nếu như vậy chị lấy hết luôn đi. Vì sự nghiệp làm giàu của chúng ta. Chúng ta sẽ bận rộn lắm đây. Bắt đầu thôi. Đầu tiên cần chuẩn bị một tấm bìa cứng. Đánh dấu các góc. Cắt phần dư ra. Rồi gặp các cạnh lại. Bây giờ là công đoạn lắp ráp hộp nha. Dùng thước đánh dấu các nếp gấp. Dán các góc lại với nhau. Vậy là phần chính đã sẵn sàng. Vẽ hình vuông trên một tấm bìa cứng khác. Rồi cắt ra. Rất dễ đúng không nào? Tiếp theo là gì ta? Ồ, có ý tưởng rồi đây. Phần này chúng ta cần bình đựng ngũ cốc và mì ống. Đổ hết ra ngoài. Tầng này bình là đủ rồi. Giờ đục lỗ trên nắp. Hurra, đậy nắp bình lại nha. Tiếp theo đục lỗ trên hộp giấy. Đảm bảo chúng thẳng hàng với lỗ trên nắp bình. Giờ tới phần vui đây. Xếp hết bình vào hộp giấy. Rồi đậy lại bằng miếng bìa hình vuông. Kẹo cần phải tự động rơi xuống. Nên chúng ta cần chế tạo chiếc máy đặc biệt. Làm thêm một hộp giấy nữa nha. Rồi lắp ráp tương tự và đục lỗ. Lần này cần đục phía dưới và mặt bên hộp. Dán các chi tiết lại với nhau. Nhưng còn nút bấm thì sao ta? Có thể dùng ống bìa cắt tông này. Cắt một lỗ ở giữa và thiết kế nút bấm ở trên cùng. Trang trí bằng hình minh họa bắt mắt. Làm vậy khách hàng sẽ biết đây là loại kẹo gì. Xếp nút bấm vào hộp. Và lắp phần thân máy với phần đế. Yay, xong cái máy rồi. Giờ chỉ cần cho kẹo vào là xong. Nhưng Candice chưa hài lòng cho lắm. Martin, em tô màu vào cho đẹp chứ. Tô thì tô. Candice cũng không rảnh tay. Nhiệm vụ của nàng là đổ đầy kẹo vào bình. Giảm cân á, quên đi. Chị Candice, em xong rồi đây. Chị thấy sao? Ủa, bất công thế. Chị bảo không ăn kẹo để dành bán mà. Ồ thôi, ông cụ non, một miếng có sao đâu. Khoai tây cũng cần cái máy thật ngầu. Nên giờ Candice sẽ làm một cái. Cắt dán hộp với bìa cứng và đục lỗ ở mặt bên. Ráp miếng bìa cứng có rãnh lên trên. Tiếp theo làm nút bấm nha. Dán các miếng bìa tròn với miếng hình chữ nhật. Như này nè. Mỗi nút bấm là một vị khác nhau. Gắn vào hộp theo đường rãnh. Vậy là xong phần đế. Giờ chỉ cần ráp hộp đựng khoai tây lên trên. Chà, ai mà nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy chứ. Cuối cùng sơn chút màu và thế là xong cái máy rồi. Quầy khoai tây và quầy kẹo đã sẵn sàng ra mắt. Và để chắc chắn thu hút sự chú ý của thượng khách, chúng ta cần trang trí thật bắt mắt nha. Chà, dễ thương quá cơ. Máy móc cũng rất dễ sử dụng nữa. Chỉ cần xoay nút ấn là đã có kẹo trong túi. Đúng hơn là trong ly. Vào thử đi cả nhà. Nhìn đã mắt thế. Tôi muốn mỗi thứ một ít. Cứ tự nhiên Emily. Ngon hết sảy. Tôi muốn đậu phộng phủ sô-cô-la. Hấp dẫn quá à. Thử khoai tây luôn đi Lay. Nếu khó chọn quá thì lấy mỗi thứ một ít đi nè. Còn gì bằng nữa chứ. Khách hàng rất hài lòng. Còn Martin thì đang mãi đếm tiền lời từ phi vụ đầu tiên. Bán kẹo với khoai tây thôi thì chẳng thể giàu được đâu. Em nghĩ giống chị đúng không? Đây là máy dọn lá. Martin, đừng có nghịch nữa mà. Nghiêm túc làm việc coi. Gắn máy dọn lá lên móc cửa. Rồi cố định lại bằng dây. Giờ chuẩn bị thêm chai nhựa. Cắt những phần không cần thiết đi. Nhớ gom càng nhiều chai nhựa càng tốt nha. Làm nguyên hệ thống ống dẫn thế kia cơ mà. Làm tốt lắm chị gái. Bây giờ em khởi động máy nổ bắp rang nha. Thành công rồi nè. Và đừng quên trang trí xung quanh nữa nha. Nhìn thôi là muốn mua rồi. Một luồng khí mạnh sẽ đẩy bổng ngô xuống ống. Nhớ để sẵn ly đựng nha.
Tuyệt vời thật đó. Giờ tới lúc khai trương rồi. Đây là máy làm bỏng của chúng mình. Cậu muốn tự mình trải nghiệm công nghệ nano này không? Dĩ nhiên rồi. Cửa hàng nhà cậu tân tiến quá đi thôi. Wow. Không biết có tái chế được bánh xe cũ này không ta? Có chứ. Chúng ta sẽ làm kệ trưng đồ. Dán bánh xe với ống nhựa nha. Dán lại cho chắc chắn. Martin đúng là dân chuyên nghiệp. Mới đó mà đã làm xong cái giá đỡ đầy đủ chân rồi. Giờ ráp bánh xe vào nào. Yeah, còn quay được nữa nè. Nhưng chỗ đặt bánh nướng ở đâu ta? Dùng hộp giấy như này là được. Dán chắc chắn vào bánh xe. Muốn trưng nhiều thì làm thêm càng nhiều càng tốt. Martin giỏi mấy vụ này ghê. Sẵn sàng lên kệ rồi. Candice có máy thêm topping. Rất cần thiết cho mọi món bánh đó. Xin mời ghé thăm gian bánh nhà chúng mình. Đừng quên chọn topping yêu thích nha. Đừng lo, ai cũng có phần cả. Mứt, cốm hay kem tươi? Khó chọn quá đi. Là tớ thì tớ phải thử hết. Hôm nay đắt khách quá à. Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi á. Martin đừng có lén ăn vụng nha. Nếu khách hàng muốn uống coca nóng thì sao? Cửa hàng mình sẽ phục vụ liền chứ sao? Cùng chế tạo máy làm cacao thôi nào. Đầu tiên cắt các miếng bìa như trong hình, ráp lại bằng cách gấp theo đường kẻ. Cố định lại bằng keo để nếp gấp được chắc chắn. Gập phần trái và phải vào giữa. Rồi đậy nắp lại. Máy làm cacao gần như hoàn thành nè. Gắn vòi vào nữa là xong. Martin, xem nè. Chị chắc chắn sẽ hoạt động không Candice? Chắc chắn rồi mà. Phải chống thấm chị ơi. Ca này khó à. Em có cách rồi nè. Đục lỗ trên nắp chai. Xỏ ống dẫn vào. Làm một cái nắp khác với ống dẫn khác. Bắn keo lên để cố định chỗ nối. Giờ thì đậy nắp lại nha. Thế là Martin đã có một chai cacao nóng. Tiếp theo đậy nắp còn lại vào cái chai rộng khác. Mục đích là tạo ra áp lực đẩy cacao trong chai ra cốc. Giờ lắp vào máy và thử thôi nào. Gắn ống dẫn vào vòi. Rồi cho chai chứa cacao vào bồn chứa trên thân máy. Bắt đầu đi Martin. Yeah, thành công rồi. Giờ chỉ cần sơn lại cho đẹp nữa thôi. Cacao bình thường chả có gì đặc sắc. Tiệm mình cho thêm topping sẽ hút khách cho mà coi. Cho cô ly cacao thêm kẹo dẻo nha. Có liền thôi cô. Mời cô ạ. Lợi nhuận vượt xa tính toán rồi chị ơi. Yes. Cửa hàng nhà mình vẫn đang thiếu kẹo bông. Chuẩn bị thao nhựa và máy khoan là giải quyết được vấn đề ngay. Nhớ mở lon, lấy thêm nắp kim loại nữa nha. Đục lỗ nhỏ dưới cái thao, cỡ như này. Tiếp theo đục lỗ lớn giữa cái nắp. Lắp mũi khoan, đầu phun tròn và nắp đậy nè. Chút nữa thôi là ráp xong thiết bị rồi. Đậy nắp nhựa lên. Các bạn cũng có thể làm thêm cái xe đẩy. Rồi đặt máy làm kẹo bông ngay chính giữa. Luôn nhớ phải trang trí thật đẹp nha. Và giờ cùng chúng tới làm mẻ kẹo bông đầu tiên thôi nào. Ai muốn mua nè? Tớ. Ngon quá đi. Ngọt nữa chứ. Candice có ý tưởng táo bạo hơn. Là làm game bắn súng. Chuẩn bị mảnh bìa cứng hình dạng tương tự. Cắt các ô cửa kích cỡ khác nhau ở giữa. Xong thì ráp cái hộp lại. Phần chính đã xong rồi nè. Giờ chỉ cần dán lại và sơn màu là xong. Martin, có chuyện nghĩ ra gì nè. Sẽ có kẹo phần thưởng trong từng ô cửa. Và muốn có quà thì phải bắn đổ kẹo trong ô. Nhưng Candice làm gì có súng nào mà bắn. Vụ này có Martin lo rồi. Anh chàng sẽ làm một khẩu súng cao su độc lạ. Bỏ một miếng gỗ nhỏ và lò xo vào bên trong ống nhựa. Chuẩn bị thêm cần gạt và khóa nòng. Còn đạn thì sao? Lấy cái kia được không? Này được đó chị. Giờ muốn chơi chỉ cần gạt khóa nòng thôi. Đặt máy chơi game ở đâu đây? Ngay trước cửa hàng chứ đâu. Chúc may mắn nha quý khách. Tớ chơi trước được không? Cứ tự nhiên Melissa, cố lên. Không dễ gì mà bắn đổ được phần thưởng đâu. Nhưng như thế lại càng tốt với Martin và Candice. Khách
hàng phải trả tiền mỗi lần chơi. Nhưng ai rồi cũng gặp may mắn không sớm thì muộn thôi mà. Bingo. Wow. Chị Candice, trò này hái ra tiền lắm luôn. Soda từng vị riêng thì ngon đó. Nhưng nếu pha chung thì sao ta? Martin lại có kế hoạch thú vị mới rồi đây. Chúng ta cần chuẩn bị voi và khớp nối. Sắp xếp đồ vặn lại theo trật tự. Tiếp theo gắn voi vào chai soda. Không khó chút nào ha. Để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, làm thêm một cái kệ gỗ nữa và lắp vòi nước có van vặn vào. Cuối cùng cố định hệ thống pha chế lên trên. Ai muốn thử soda siêu phẩm nhà làm nào? Vừa sảng khoái vừa độc lạ. Cho 5 sao. Cửa hàng kẹo phát triển như chúng ta mong đợi. Chị em mình giàu rồi Martin. Không quan trọng bạn kinh doanh gì, cái chính là bạn phải kinh doanh thật sáng tạo. Đâu là ý tưởng mà bạn thích nhất? Bình luận cho chúng mình biết với nha. Các bạn thích video hôm nay không nè? Nhớ cho chúng mình like, đăng ký kênh và ấn chuông nhận thông báo nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video vui nhộn nào từ kênh Trum Trum Select.